Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ tiếp và làm việc với đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. Hưng Yên hoàn thành lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nâng cao tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, phát huy vai trò và sự đóng góp của phụ nữ vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Rủi ro từ sốt đất ảo, phóng sự tiếp theo về tình trạng đẩy giá đấu thầu đất lên quá cao rồi bỏ tiền đặt cọc. Hưng Yên được phân bổ 6.700 liều vaccine phòng COVID-19 đợt 2. Thông tin người dân phải nộp phí cao hơn mức quy định khi làm căn cước công dân. Cơ quan chức năng cho biết đây là cách hiểu chưa đầy đủ về hai loại phí. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp và làm việc với ngài Park No-wan, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, đại sứ Park No-wan đánh giá cao sự hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh Hưng Yên đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh Hưng Yên đạt được thời gian qua. Ngài đại sứ mong muốn trong thời gian tới tỉnh Hưng Yên tiếp tục tạo điều kiện cấp phép đầu tư cho dự án công nghiệp sạch do doanh nghiệp Hàn Quốc làm chủ đầu tư, có những chính sách ưu đãi về thuế, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc giúp doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh phát triển. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ bày tỏ vui mừng được đón tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam và đoàn công tác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Hưng Yên luôn coi trọng tinh thần hợp tác thân thiện, hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam cũng như các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư tại tỉnh. Những năm gần đây có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào địa bàn tỉnh Hưng Yên, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như cá nhân ngài đại sứ Park No-wan sẽ tiếp tục hỗ trợ là cầu nối giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhất là các doanh nghiệp lớn có uy tín, có cơ hội tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh. Đối với các đề xuất trao đổi của đoàn công tác, tỉnh Hưng Yên sẽ kiến nghị với các bộ ngành trung ương và giao các sở ngành liên quan tổng hợp tham mưu sớm để đưa ra phương án giải quyết hiệu quả trong thời gian tới. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, đến ngày 13 tháng 4, 100% thôn khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các thôn khu dân cư ở 161 xã phường thị trấn trong tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 106 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 613 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và trên 7.540 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Qua đánh giá sơ bộ, các hội nghị đều được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình và đảm bảo công khai, dân chủ. Qua đó, cử tri có điều kiện đánh giá toàn diện, khách quan và thể hiện sự tín nhiệm cao đối với những người được giới thiệu ứng cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các địa phương chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Trong ngày 13 tháng 4, đồng loạt 1.166 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh cũng tiến hành niêm yết danh sách cử tri. Toàn tỉnh dự kiến có khoảng 1,2 triệu cử tri sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, theo các quy định hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các địa phương phải bảo đảm ít nhất 35% tổng số người trong danh sách ứng cử là nữ giới, phấn đấu tỷ lệ nữ trúng cử khoảng 30% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân. Sau hai vòng hiệp thương, cơ cấu, thành phần, số lượng nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều đạt cao hơn quy định.
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh đã điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, số lượng nữ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 49 người, chiếm tỷ lệ 46,2%. Cấp huyện là 277 người, chiếm tỷ lệ 45,2%. Hội đồng Nhân dân cấp xã là 3.045 người, chiếm 40,4%. Trong đó có nhiều xã phường, thị trấn có tỷ lệ đại biểu nữ ứng cử đạt từ 50-60%. Mặc dù đặt ra yêu cầu đảm bảo cơ cấu, nâng tỷ lệ nữ giới tham gia ứng cử, nhưng các địa phương cũng xác định số lượng phải đi đôi với chất lượng. Trong công tác bầu cử, chúng tôi xác định là cái công tác nhân sự là công tác quan trọng nhất. Cho nên là chúng tôi cũng đã bám sát vào theo các cái quy định của luật bầu cử, xác định là cái cơ cấu là tăng thêm đại biểu nữ. Theo hiệp thương lần thứ hai này, chúng tôi có 28 đại biểu là nữ trên 47, đạt là sấp xỉ 60%. Cái tiêu chuẩn chung là đến giờ phút này đều đảm bảo để cử tri bầu được những đại biểu tiêu biểu nhất để chúng cử vào Hội đồng Nhân dân cái nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh, so với nhiệm kỳ trước, chất lượng đại biểu ứng cử nói chung và đại biểu nữ ứng cử nói riêng, nhiệm kỳ này có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt về năng lực, trình độ, độ tuổi. Các cán bộ nữ đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đồng thời luôn gắn bó mật thiết với nhân dân ở nơi cư trú. Ghi nhận tại các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, các nữ ứng cử viên đều được cử tri thống nhất cao giới thiệu ứng cử. Thì hiện nay thì tôi nói nữ là cũng là có trình độ, và nếu mà trúng cử thì tôi nghĩ là xác đảm đương tốt cái công việc thôi. Tỷ lệ nữ của chúng tôi được giới thiệu trong danh sách đến thời điểm này là 50%. Chúng tôi cũng đặt ra ở đây đối với các đại biểu tham gia ứng cử khóa này về cái phẩm chất, đạo đức, tư cách cũng như là về năng lực, trình độ. Việc đảm bảo tỷ lệ người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không chỉ thực hiện bình đẳng giới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước mà còn thể hiện rõ sự quan tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng cán bộ nữ nhằm phát huy vai trò và sự đóng góp của phụ nữ vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các sở ban ngành tổ chức thả cá phóng sinh, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trên sông Cửu An, đoạn các địa bàn xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, các đại biểu và tăng ni Phật tử, người dân đã thả gần 8 vạn con cá các loại. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường nước và tái tạo nguồn lợi thủy sản, trong đó chú trọng đến việc thả những giống thủy sản hữu ích ra môi trường tự nhiên, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân không khai thác thủy sản bừa bãi, tận diệt và giảm thiểu sự phát tán những loài thủy sản ngoại lai xâm hại ra môi trường. Những năm gần đây, một số hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Văn Lâm không ngừng đẩy mạnh hiệu quả liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị sức cạnh tranh cho nông sản cũng như thu nhập cho các thành viên. Điển hình như hợp tác xã sản xuất dịch vụ tổng hợp Hoa Thiên Phú, xã Tân Quang chuyên sản xuất kinh doanh các loại dược liệu như tinh bột nghệ, cúc hoa, hoài sâm. Hợp tác xã phân công rõ ràng hộ trồng dược liệu, hộ phụ trách chế biến, hộ kinh doanh bao tiêu, tất cả được liên kết chặt chẽ theo chuỗi, giúp việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rất thuận lợi. Hay hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn siêu Việt tại xã Lạc Đạo được thành lập từ năm 2016 với số lượng hơn 20 thành viên, đã hình thành chuỗi sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm. Mỗi năm sản lượng xuất bán trên 300 tấn thịt lợn, giò chả, xúc xích. Nếu mà không phải vào thành viên hợp tác xã thì cái giá cả nó bấp bênh hơn. Khi mà vào hợp tác xã thì mọi cái là nó được thuận lợi hơn ở chỗ là ví dụ như giá cả là ổn định hơn khi mà mình ký hợp đồng hợp tác với nhau. Thành viên được hỗ trợ về mặt khoa học kỹ thuật cùng nhau sản xuất, chế biến. Hiện nay huyện Văn Lâm có trên 20 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ giúp các hợp tác xã khắc phục được tình trạng mạnh ai nấy làm, sản xuất mang tính tự phát, manh mún nhỏ lẻ, cùng nhau xây dựng thương hiệu, đón đầu và mở rộng thị trường. Trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, việc đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử làm việc trực tuyến qua mạng Internet là giải pháp hữu hiệu cho nhiều doanh nghiệp trong nước để giữ vững sản xuất và tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Mỗi năm bình quân, doanh nghiệp này sản xuất 60.000 tấn sản phẩm bao bì công nghiệp, bao bì nông nghiệp và túi sách siêu thị, trong đó 50% xuất khẩu vào thị trường EU và Mỹ. Vì Covid-19 làm cho các đối tác, bạn hàng quốc tế không thể sang Việt Nam. Việc duy trì và mở rộng đơn hàng xuất khẩu của công ty hiện do 20 nhân viên thông thạo ngoại ngữ, am hiểu thương mại, giao dịch thông qua các trang thương mại điện tử như Alibaba, Amazon, Walmart để bán hàng. Để duy trì những cái đơn hàng của những khách hàng cũ và mở rộng thêm ra được những cái khách hàng ở những cái thị trường mới thì cái thương mại điện tử hiện nay là góp một phần rất là hữu ích cho cái doanh nghiệp, đặc biệt là tất cả đối với doanh nghiệp, các doanh nghiệp mà làm về xuất khẩu. Nhờ đó, ở thời điểm khó khăn nhất của dịch Covid-19, hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp vẫn được duy trì ổn định và có phần tăng so với trước. Thành công này là cơ sở để doanh nghiệp đề ra mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 15% so với năm trước, nộp ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đã đang thực hiện các cái marketing về số và cũng các cái ứng dụng về cái thương mại điện tử. Tuy nhiên là trong cái thời gian tới thì để mà đáp ứng được cái việc hội nhập và giành được các cái lợi thế trong các cái hiệp định thì chúng tôi sẽ phải đẩy mạnh hơn nữa, và đặc biệt là công tác chuyển đổi số trong quản trị tất cả các mọi mặt trong doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp quy mô nhỏ, thị trường tiêu thụ trong nước thì việc đa dạng các kênh bán hàng qua mạng xã hội như Zalo, Facebook hay các nền tảng thương mại điện tử như Tiki, Shopee cũng là một giải pháp hữu hiệu để mở rộng thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Công ty đã rất nhiều biện pháp để mạnh bán ra, trong đó có cả biện pháp bán hàng qua điện tử online. Đây là một vấn đề mà công ty buộc phải vượt khó. Từ chỗ giao dịch thông qua, gặp gỡ trực tiếp, tận mắt thấy sản phẩm thì nay chuyển sang trực tuyến qua hình ảnh. Trên cơ sở lòng tin và chữ tín giữa các đối tác là người bán hàng và người mua hàng. Tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn bảo vệ các công trình thủy lợi tại huyện Khoái Châu hiện vẫn diễn ra khá phổ biến. Chỉ riêng hai xã Đại Hưng và Phùng Hưng hiện đang tồn tại gần 500 điểm vi phạm. Dọc hành lang sông Tây Tân Hưng từ hồ Tài Thị thuộc xã Đại Hưng, Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, các hộ thi nhau xây công trình phụ, đua ra mặt sông hoặc xây nhà ở, lán tập kết vật liệu xây dựng, hàng quán. Theo xí nghiệp khai thác thủy lợi Châu Giang, hiện xã Phùng Hưng có 270 hộ vi phạm, xã Đại Hưng có 120 hộ vi phạm. Đơn vị đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản và xử lý trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, do sự buông lỏng quản lý ở cơ sở dẫn đến tình trạng các hộ dân vẫn cải tạo xây mới công trình trong khu vực hành lang thủy lợi. Ngay đối diện Ủy ban nhân dân xã Phùng Hưng có hai hộ đang xây dựng mới. Tình trạng lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi là hành vi vi phạm quy định pháp luật và gây trở ngại đến việc phát dọn, nạo vét cũng như điều tiết dòng chảy. Trên địa phận của Phùng Hưng thì đại đa số là đất là bán dịch vụ. Việc giải tỏa những cái vi phạm trước mắt gặp rất nhiều khó khăn. Đã nhiều lần xí nghiệp cùng với các phòng ban của huyện, cùng với địa phương bàn về cái việc giải tỏa những cái vi phạm trên hai địa phương này, chủ yếu là xây vào trong cái hành lang bảo vệ công trình thủy lợi thì chắc chắn là nó ảnh hưởng đến cái công tác quản lý. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước chúng tôi đã phản ánh hiện nay tình trạng bỏ giá đấu thầu đất ở mức cao nhưng lại không thực hiện nghĩa vụ tài chính, bỏ tiền đặt cọc thầu diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Giá đất tăng cao và ngày càng có nhiều người tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản. Tuy nhiên, những cơn sốt đất đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Từ cuối năm 2020 trở lại đây, thị trường bất động sản ở các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào trở nên sôi động với tỷ lệ giao dịch tăng cao. Đây vốn là những địa phương có công nghiệp phát triển gần thủ đô Hà Nội, nhu cầu về nhà ở cao nên thu hút ngày càng nhiều người đầu tư vào bất động sản. Giá đất tại các khu vực này tăng từ 20 đến 30% so với đầu năm 2020. Tại văn phòng nhà đất Văn Lâm, nếu như cả năm 2020 chỉ có 121 giao dịch, thì 3 tháng đầu năm 2021 đã ghi nhận 68 giao dịch. Còn tại thị xã Mỹ Hào, hiện nay các sàn giao dịch nhà đất mọc lên rất nhiều, với lượng người tham gia làm môi giới lên đến trên 500 người. Tại thị xã Mỹ Hào bây giờ là giá đất nó rất là cao rồi, so với năm ngoái thì là thậm chí nó lên đến 10-20 giá rồi. Thì tâm dịch chuyển thì bây giờ các nhà đầu tư thường ngắm đến là các vị trí vùng ven, các cái nơi mà có quy hoạch và có khi là chưa cần ra sổ đỏ đã bán được rồi.
Giao dịch bất động sản sôi động, tuy nhiên người mua để xây dựng nhà ở thì ít, người mua để lướt sóng kiếm lời thì nhiều. Tại các khu đấu giá đất giãn dân, vừa đấu giá xong, những biển bán đất, tư vấn mua bán đất đã mọc lên như nấm. Các giao dịch chủ yếu là mua bán qua lại giữa các nhà đầu cơ với nhau. Tuy nhiên, cũng chính vì không xác định được vị trí của mình đang ở đâu trong nhóm các nhà đầu tư, nên đã có nhiều nhà đầu tư không thể tiếp tục thực hiện giao dịch, tài sản bị đóng băng do giá đất bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực. Rất nhiều nhà đầu tư là trúng cái giá đấu giá rất là cao, và sau đấy họ kỳ vọng một cái mức lợi nhuận làm sao tương xứng với số tiền họ đã bỏ ra. Tuy nhiên là cái điều đó là bất khả thi, bởi vì mỗi một thị trường thì nó chỉ có một cái giới hạn chịu đựng của nó thôi, nó không thể là nó cứ tăng trưởng mãi được. Theo các chuyên gia kinh tế và bất động sản, việc giá đất tăng chóng mặt đã hút các nguồn lực vào vòng xoáy này, làm giảm đầu tư vào sản xuất kinh doanh ở nhiều ngành lĩnh vực khác. Tình trạng thổi giá đất còn cản trở việc kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương, bởi lẽ giá đất tăng cao kéo theo hàng loạt chi phí khác tăng theo, đặc biệt là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Để giảm thiểu tình trạng này, rất cần sự vào cuộc của các ngân hàng trong việc siết chặt cho vay để đầu tư bất động sản. Chúng tôi tuân thủ theo yêu cầu các cái chỉ thị của bên bộ sở đề ra về cái tỷ lệ cho vay cũng như là về các cái nguy cơ đối với những cái khu vực mà có thể xảy ra những cái biến động lớn trong một thời gian ngắn. Chúng tôi loại bỏ cái việc là đầu tư bất động sản, mà chúng tôi chỉ cho vay cái người mà thực tế mua về để dùng. Thông thường giá của một mặt hàng tăng là do nhu cầu cao hơn so với nguồn cung. Tuy nhiên, hiện tượng giá đất tăng cao như hiện nay không xuất phát từ nhu cầu đất ở của người dân mà là do các nhà đầu tư thổi giá lên. Bởi nhìn vào thực tế thu nhập bình quân đầu người trong thời điểm dịch COVID-19 thì nhu cầu về đất ở, nhà ở chắc chắn giảm. Việc các nhà đầu tư đẩy giá đất lên quá cao để đạt được lợi nhuận mong muốn sẽ hình thành lên bong bóng đất. Chặn sốt đất ảo, đưa bất động sản trở về đúng giá trị thực là việc cần làm ngay của các ngành chức năng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Tỉnh Hưng Yên vừa được Bộ Y tế phân bổ thêm 6.700 liều vaccine phòng COVID-19 đợt 2 để tiếp tục tiêm cho các đối tượng ưu tiên. Theo đó, có 811.200 liều vaccine nhãn hiệu AstraZeneca được phân bổ đợt này, đều sử dụng tiêm miễn phí cho 10 nhóm đối tượng ưu tiên ở tất cả 63 tỉnh thành phố. Tỉnh Hưng Yên được phân bổ 6.700 liều. Trước đó, trong đợt 1, tỉnh Hưng Yên tổ chức tiêm vaccine AstraZeneca cho gần 2.800 người thuộc tuyến đầu chống dịch. Tất cả đều đảm bảo an toàn. Với số lượng vaccine được phân bổ đợt 2, tỉnh Hưng Yên dự kiến tiếp tục tiêm cho các đối tượng tuyến đầu chống dịch, người tham gia tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, đối với các đối tượng đã tiêm vaccine đợt 1 thì triển khai tiêm mũi 2 khi đủ thời gian 4 tuần trở lên kể từ ngày được tiêm mũi 1. Việc triển khai tiêm tiếp tục thực hiện theo phương châm tiêm đến đâu bảo đảm an toàn đến đó. Được biết đến nay, cả nước đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 60.000 người. Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên triển khai tiêm đợt 2 vào sáng ngày 13 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây xuất hiện thông tin tại điểm làm thủ tục cấp căn cước công dân ở một số địa phương, người dân phải nộp mức phí cao hơn so với quy định. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, đây là cách hiểu chưa đầy đủ về mức phí làm thủ tục cấp căn cước công dân và mức giá dịch vụ bưu điện. Điểm cấp căn cước công dân lưu động xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, sáng ngày 12 tháng 4, tất cả quy định về mức phí làm căn cước công dân đều được niêm yết công khai. Sau khi hoàn thành các quy trình làm thẻ căn cước công dân, lực lượng công an tiến hành thu phí theo quy định tại thông tư 112/2020 của Bộ Tài chính với 3 mức phí: 15.000 đồng cho cấp mới, 25.000 đồng cho cấp đổi và 35.000 đồng cho cấp lại căn cước công dân. Công dân có thể lựa chọn nhận thẻ căn cước trực tiếp tại nơi đề nghị cấp hoặc nhận qua đường bưu điện. Chỉ khi người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu điện thì mới đăng ký, không bắt buộc. Bảng giá dịch vụ bưu điện cũng được niêm yết công khai với mức 30.000 đồng nội tỉnh và 45.000 đồng ngoại tỉnh. Trường hợp cao nhất là làm thủ tục cấp lại căn cước công dân và sử dụng dịch vụ chuyển phát ngoại tỉnh có thể phải nộp tới 80.000 đồng. Như vậy, thông tin người dân làm căn cước công dân bị thu phí lên tới 45.000 đồng, 65.000 đồng là do cách hiểu chưa đúng, bởi đây là gộp cả phí làm căn cước công dân và giá cước chuyển phát qua đường bưu điện. Chúng tôi khẳng định là thu đúng tất cả theo các quy định của Bộ Tài chính.
theo hướng dẫn, theo quy trình quy định của C06, đồng thời là kết hợp với lại chỗ bưu điện để làm các cái công đoạn tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho người dân về cái việc chuyển cái căn cước công dân đến tận tay người dân. Và cái vấn đề này thì lực lượng công an chúng tôi cũng đã có cái thông báo hết sức cụ thể trên các cái trụ sở nơi cấp căn cước công dân về cái việc bưu điện là chuyển các cái dịch vụ đến tận tay người dân là theo tinh thần ý nguyện của người dân. Người dân khi đi làm căn cước công dân cần chủ động tìm hiểu đúng, đầy đủ thông tin về mức thu lệ phí cấp căn cước công dân cũng như cước phí dịch vụ bưu điện được niêm yết công khai.